lại tiếp tục cập nhật siêu phẩm và lại phục vụ các bác nhà mình nhá. Hôm nay thì em lại về thêm được một em Mitsubishi Xpander được sản xuất và đăng ký năm 2021, trang bị động cơ 1.5 số tự động nhập khẩu. Dòng xe này thì các bác nhà mình không còn gì phải gọi là bàn cãi nữa rồi. Đấy, đúng không ạ? Các bác nhà mình đã quá quen thuộc rồi, ra ngoài đường là ai cũng đi và đi đâu cũng thấy luôn anh chị ạ. À, em này của em thì một chủ từ mới anh chị nhá, một chủ từ mới chạy hơn 5 vạn. Ờ, hiện tại bên em đang chào bán cỡ tiền lanh quanh tầm khoảng hơn 500 một chút. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm thiện chí mua bán nhanh gọn, em sẽ để giá tốt cho anh em mình. Ok chưa? Đó, đầu tiên em sẽ đi tổng thành form dáng một vòng. Ngay sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận để các bác nhà mình có thể là ngắm và tham khảo xem nha anh chị nhá. Đây các bác có thể ngắm xem cái tổng thể về phần đuôi xe này, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đó, đèn hậu của nó đây, các bác nhà mình ngắm xem đi ạ. Trang bị cho anh em nhà mình là hai giải LED định vị ban ngày anh chị nhá, kết hợp với đèn halogen. Đó. Và phần đuôi xe thì có cả LED định vị ban ngày cũng như là đèn phanh ở bên trên đây bằng giải đèn LED luôn. Được chưa? Có cả gạt mưa kính sau anh chị này và cam lùi anh chị nhá. Đây em sẽ quay luôn cho anh em nhà mình xem phần cốp xe luôn. Cốp xe con này thì quá là rộng rãi rồi. Đấy, đời 2021 thì ở đây các bác có thể ngắm kỹ cho em những cái chất liệu nhựa này. Rất là mới anh chị ạ. Vào xe còn nguyên mùi mới luôn. Đó, ở cái hàng ghế thứ ba nhá. Hai bên sẽ có chỗ để cốc cho anh em mình. Hai bên sẽ có chỗ để cốc này. Và nếu mà các bác nhà mình đi gia đình tầm khoảng 4 người đến 5 người mà không cần sử dụng đến hàng ghế thứ ba thì anh em có thể là gập cái hàng ghế thứ ba xuống như thế này, là các bác nhà mình có hẳn một cái không gian chở hàng cực kỳ rộng rãi phía sau. Ok chưa? Và nếu mà các bác nhà mình mà đi đông người đấy, chỉ cần thao tác đơn giản thôi. Đấy, anh em chỉ cần kéo này lên này. Đấy, ok chưa? Là sẽ dựng cái hàng ghế thứ ba lên, hoặc là nếu mà các bác nhà mình muốn gập xuống chỉ cần kéo trên này thôi. Rất là dễ thao tác anh chị ạ. Đấy, rất là ok luôn. Đó, cốp đây, anh em ngắm xem đi. Rất là rộng rãi phải không ạ? Đấy, lanh quanh cửa tiền hơn 500 một chút anh chị nhá. Đó, riêng chất lượng xe bên em này, cam kết bằng văn bản cho anh em mình. Đấy, không đâm xô tai nạn ngập nước, cột kèo keo chỉ máy số nguyên zin, thủ tục pháp lý bên em bao trọn đời. Đấy, và trước khi anh em nhà mình xuống tiền hay chốt cọc thì hoàn toàn có thể mang xe bên em đi check hãng này, test gara và kiểm tra bên bao thoải mái anh chị nhá. Đây, ở đây các bác có thể ngắm kỹ cho em về phần đuôi xe đây, từng cái gioăng cao su nguyên zin nguyên bản của em nó này. Ốc đít cốp không có một vết vặn mở, kể cả đinh tán ở đây. Đó, riêng dòng Mitsubishi Xpander này thì anh em có thể ngắm kỹ xe này, đinh tán rất nhiều anh chị nhá, đinh tán rất nhiều luôn. Đó, nếu bác nào mà chịu để ý, nếu mà xe bị đâm đụng tai nạn thì những cái đinh tán này nó sẽ bị mất đi này, nó không còn được tròn. Đó, không còn được tròn và được nét như thế này đâu, kể cả đinh tán người ta làm lại anh chị nhá. Các bác nhà mình không biết nghề, các bác nhìn nhà mình nhìn qua phát biết ngay. Ok chưa? Đó, tiếp theo sang bên đây thì các bác có thể ngắm kỹ xem keo chỉ đít cốp đây. Ok chị em, rất là cứng luôn. Đó, keo chỉ để em cam kết cho anh em nhà mình là zin toàn thân rồi. Đấy, ok chưa? À, và nếu mà anh em nhà mình mà có nhu cầu quan tâm muốn xem xe thực tế và chạy thử thì em mời các bác qua trực tiếp cửa hàng bên em. Đấy, xe lướt 34 thì có địa chỉ là lô 9 đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc khu đô thị Tân Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Đấy, và bên em có số hotline là 0969 625 825. Đó, các bác nhà mình alo xem vào số hotline gặp bác Việt để được tư vấn chi tiết và chốt cho anh em nhà mình cái giá tốt nhất có thể chị nhá. Đây thì các bác có thể ngắm kỹ cho em này, tổng thể cái nội thất của em nó này, toàn bộ là ghế nỉ nguyên bản anh chị nhá. Cái hàng ghế thứ hai đây hầu như là không có vết người ngồi. Đấy, nỉ rất mới luôn, toàn bộ nỉ nguyên bản anh chị ạ. Có đẹp không ạ? Đây anh em nhà mình ngắm xem này, nỉ này không có một tí nào bị sờn hay bị rách đâu, quá đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, táp ly thì màu đen. Đó, đời đời cao ấy, từ đời 20 trở lên thì nó nội thất nó là màu đen như thế này. Đây các bác ngắm xem cái táp ly cửa phía sau này, rất là mới phải không ạ? Cực nét luôn nhá. Đấy, không một vết xước đâu, kể cả keo chỉ cánh cửa đây, anh em ngắm xem đi ạ. Em cam kết với anh em nhà mình là zin toàn thân luôn, kể cả những con ốc cánh cửa đây, nguyên chấm sơn QC kiểm tra nhà máy, từng cái gioăng cao su anh chị mình nhìn này. Đó, nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhá. Đây các bác nhà mình nghe rõ này, nghe từ đóng cửa chắc nịch luôn. Riêng dòng Mitsubishi Xpander này thực sự anh em nhà mình là chạy cực kỳ là sướng. Đấy, bởi vì nó sẽ nhập khẩu mà, rất là cứng cáp luôn. Một trong những mẫu xe mà bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong phân khúc gầm cao 7 chỗ giá rẻ. Đấy, tiếp theo đến với phần nội thất đây thì các bác nhà mình có thể ngắm xem về phần nội thất này có đẹp không anh chị. Vô lăng của em nó này, vô lăng thiết kế thể thao A chấu các bác nhá, tích hợp bàn phím cho anh em mình. Đấy, tăng giảm âm lượng qua bài đích bài này, điện thoại rảnh tay đầy đủ luôn. Đó, táp ly màu đen, có gương kính chỉnh được điện rồi. Sang bên đây thì ở đây các bác có thể ngắm kỹ cho em này, màn hình đầu đài nguyên bản anh chị nhá, điều hòa hai chiều. Đấy, vô lăng củ số đây, đây củ số này, phanh tay này còn nguyên phấn luôn, nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, xe này các bác nhà mình không mua thì mua xe nào các bác ơi. Đó, ngoài ra đây anh em có thể ngắm xe này, trần này toàn bộ là trần nỉ nguyên bản bọc ni lông cho anh em mình rồi.
Đấy, ghế nỉ nét căng luôn chị nhá. Đây, các bác có thể ngắm kỹ cho em này. Những cái chốt khóa này, 7 màu rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Kể cả những cái vị trí này nhá, nếu mà xe bị đâm đụng ấy, tai nạn ấy, bắt buộc người ta phải làm lại chỗ này. Đấy, phải thì không bao giờ mà phải được 7 màu như này đâu. Anh em nhà mình để ý giúp em. Ok chưa? Đây, em sẽ ra phần đầu xe em quay cho anh em nhà mình xem. Bên ngoài của nó thì có xi nhan trên gương anh chị này, la răng phay anh chị nhá, phanh ABS trùng một cứng an toàn đầy đủ luôn. Lốp để zin cho xe đầy đủ hết. Đây phần đầu xe đây, có cả led định vị ban ngày này, đèn pha halogen sáng đỏ, bên dưới có đèn gầm cho anh em mình rồi. Đó, ngoại thất màu bạc anh chị nhá, sơn xi con này rất là mới luôn. Ok chưa? Đây em sẽ sang bên khoang lái em quay cho anh em nhà mình xem cho nó kỹ hơn. Thì ở đây anh em thành ngắm kỹ cho em về cái phần vô lăng này có đẹp không ạ. Vô lăng của nó phải gọi là tuyệt vời luôn chị nhá. Đây, bọc da cho anh em mình này. Đấy, vô lăng đây, mặt phím còi đây, nguyên phấn luôn chị nhá, vân sần cực nét này, được chưa? Phím bấm rất là mới, rất là rõ nét này. Đấy, đèn thì có cả đèn auto và gạt mưa đầy đủ hết luôn, có gạt mưa auto luôn chị nhá. Nó sang bên đây thì là về phần cái gương kính chỉnh định cục điện đầy đủ hết. Đây, tab đinh của bên lái này, keo chỉ zin hết anh chị này. Đấy, lanh quanh nhô 500 một chút thôi. Các bác nhà mình mua về vừa đi gia đình này, có thể là kết hợp khai thác dịch vụ kinh doanh rất là ok luôn. Dòng này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó lanh quanh đâu đó tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi, ăn xăng như ngửi anh chị ạ. Ok chưa ạ? Và vừa rồi thì em đã quay cho anh em nhà mình xem tổng thành form dáng này, trang thiết bị ngoại thất nội thất cũng như là option của em Mitsubishi Xpander đời 2021 này rồi. Và ngay sau đây em sẽ quay cho anh em nhà mình xem cái phần động cơ của em nói anh chị nhá. Động cơ con này thì thực sự anh em là đời này thì các bác nhà mình là không có gì để bàn rồi, không còn gì để bàn rồi anh chị ạ, bàn mỗi cái giá thôi. Đây, các bác có thể ngắm xem về phần máy này, không có một vết vắt mở anh chị nhá. Ốc mà dần có đây, nguyên ốc 7 màu này. Đấy, ok chưa ạ? Ốc chân máy đây, nguyên chấm sơn QC kiểm tra nhà máy luôn. Da máy cực đẹp anh chị nhá, một chủ từ mới. Đấy, riêng máy móc đời này thì anh em nhà mình mua xe quá an tâm rồi. Anh em chỉ cần check test xem nó có bị đâm đụng, có bị tai nạn ngập nước hay không thôi. Nếu mà cái nguyên tắc xe mà bị ngập nước thủy kích chắc chắn nó sẽ máy ra anh chị nhá, chắc chắn là máy sẽ ra. Là xe mà đâm đụng nặng máy sẽ ra. Còn nếu mà máy zin thì anh chị em nhà mình cứ an tâm một điều là xe không bao giờ ngập nước thủy kích hoặc là bị tai nạn nặng. Đấy, cái nguyên lý là như vậy. Nên là các bác nhà mình đi mua xe, các bác gọi là đẩy xe một chút là anh em nhà mình mua được xe đẹp ngay. Ok chưa? Tiếp theo, ở đây thì anh em có thể ngắm kỹ cho em cái keo chỉ lắp cabo này có đẹp không ạ? Đấy, còn nguyên zin hết anh chị nhá, không có một tí nào mà bị chạy lại hay là bị móp méo đâu. Ok chưa? Em cam kết bằng văn bản cho anh em nhà mình hết. Đấy, các bác nhà mình cứ mang đi trực tiếp kiểm tra bên ba thoải mái. Ok chưa? Đấy, bác nào mà có nhu cầu quan tâm em Mitsubishi Xpander đời 2021 này thì chủ động gọi luôn cho em vào số hotline 0969625825 để được bên em tư vấn chi tiết cũng như là chốt cho anh em nhà mình cái giá tốt nhất có thể, đúng không ạ? Và bác nào mà xem video của em mà chưa đăng ký kênh, chưa follow kênh thì tranh thủ cho em xin một đăng ký và một follow anh chị nhá. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhà mình ạ.